Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin cập nhật, tình hình quân sự và chính trị tại Biển Đông và tin thời sự bưu điện Hoa Kỳ trước mùa bầu cử 2020. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ tăng tốc bán vũ khí tối tân cho các quốc gia ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Theo Nikki, hôm 20 tháng 8, chính quyền Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng hỗ trợ hơn nữa các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tăng cường khả năng quốc phòng, theo tờ Nikki. Động thái này diễn ra sau các hợp đồng bán hàng quốc phòng trị giá 32 tỷ Mỹ Kim đã được phê duyệt cho các đồng minh và đối tác trong tháng 7 ông Clark Cooper, phụ tá bộ trưởng về các vấn đề chính trị quân sự của Bộ Ngoại giao cho biết, tháng 7 là tháng ký được các hợp đồng thương mại quốc phòng cao hàng thứ hai trong lịch sử. Ông cho biết phần lớn giá trị hợp đồng nêu trên đến từ việc Nhật Bản mua 105 chiếc máy bay tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter trị giá 23.1 tỷ Mỹ Kim danh sách bán vũ khí của Mỹ cho các đối tác vào năm 2020 cho thấy các mặt hàng và dịch vụ liên quan đến không quân và hải quân được chú ý nhất đối với các khách hàng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các hợp đồng này bao gồm 8 máy bay Osprey và các thiết bị liên quan cho Indonesia với giá 2 tỷ Mỹ Kim, gói nâng cấp 620 triệu Mỹ Kim cho họa tiễn Patriot Advanced Capability 3, hay Park 3 cho Đài Loan, 250 triệu Mỹ Kim hỗ trợ và nâng cấp máy bay trinh sát pis Krypton cho Hàn Quốc và trực thăng tấn công AH-64E Apache và AH-1G Viper, cũng như các tàu trinh sát tấn công và hỗ trợ hàng nhẹ cho Philippines với trị giá 2 tỷ Mỹ Kim. Ông Cooper cho biết Mỹ cam kết cùng tiến với các đối tác và tiếp tục đảm bảo rằng các quốc gia này và Mỹ có thể tương tác với nhau. Quyết định quan trọng này diễn ra vào thời điểm Washington bác bỏ các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông, tăng cường quan hệ đối tác ngoại giao với các nước trong khu vực và tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở Ấn Độ-Thái Bình Dương với các đối tác với các bối cảnh khác nhau dành cho Trung Quốc. Hợp tác an ninh sâu rộng hơn với các đối tác cùng chí hướng là điều tối quan trọng và việc bán vũ khí với tính chất này sẽ hỗ trợ các nước cư trú trong chuỗi đảo thứ nhất cải thiện khả năng chống tiếp cận và từ chối khu vực A2AD để chống lại quân đội Trung Quốc. Ông Derek Crossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao của Rand Corp có trụ sở tại California nói, đề cập đến một nhóm đảo bao gồm các đảo chính của Nhật Bản, Okinawa, Đài Loan, phía bắc Philippines và bán đảo Mã Lai mà Trung Quốc coi là một tuyến quốc phòng chiến lược. Bằng cách cải thiện năng lực A2/AD của các quốc gia trong chuỗi đảo thứ nhất, hy vọng Bắc Kinh sẽ suy nghĩ kỹ về việc điều chỉnh lực lượng hải quân, tuần duyên và lực lượng dân quân hàng hải. Nếu không, bất kỳ một tính toán sai lầm nào có thể leo thang thành cuộc chiến vũ trang có sự tham gia của Mỹ, đặc biệt là trong trường hợp các đồng minh hiệp ước của Mỹ như Philippines có liên quan, ông nói. Ông Cooper cho biết mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Washington với Ấn Độ đang mở rộng. Ấn Độ là nước láng giềng và cũng là một đối thủ của Trung Quốc. Nước này được xếp là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong 5 năm qua theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Tuy vậy, Moscow vẫn là bên cung cấp lớn nhất của New Delhi. Ông Cooper hy vọng sẽ thay đổi điều này. Ấn Độ gần đây đã có cuộc đụng độ dữ dội với Trung Quốc trên dãy Himalaya, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nước này cũng tham gia vào một cuộc không chiến hiếm hoi với đối thủ Pakistan vào năm 2019, dẫn đến việc một trong những chiếc mig 21, thời Liên Xô bị bắn hạ bởi một chiếc F16 của Pakistan do Mỹ cung cấp. Sự việc đã để lộ những lỗ hỏng trong hệ thống phòng thủ của Ấn Độ và cũng khiến các quan chức nước này bắt đầu suy nghĩ lại về việc tái tổ chức lại phòng thủ, bao gồm cả việc mua thêm vũ khí từ Mỹ. Samuel Lawani, một thành viên cấp cao và là giám đốc chương trình Nam Á tại Trung tâm Stimson nói rằng Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia ở Ấn Độ Thái Bình Dương đang mua nhiều vũ khí cao cấp hơn từ Mỹ. Nhiều trong số các quốc gia này đã nhận thức về mối đe dọa đang tăng lên khi Trung Quốc thể hiện cách tiếp cận quyết đoán và hung hăng hơn trong khu vực. Ông Lawani nói dẫn ví dụ về Indonesia và Philippines gần đây đã đối đầu với các tàu cá Trung Quốc được hỗ trợ bởi các tàu hộ tống có vũ trang việc nâng cấp vũ khí hiện đại chắc chắn sẽ nâng cao khả năng của các quốc gia trong việc bảo vệ lãnh thổ trước các nguy cơ từ trung quốc ông lawani nói đề cập đến việc bắc kinh hay có các hành vi xâm phạm trong các vùng đặc quyền kinh tế ông cũng nhận định các quốc gia này đang tham gia một cách gián tiếp vào tầm nhìn của mỹ về tự do hàng hải và thương mại vì việc bán vũ khí cho đài loan ông cooper khẳng định Mỹ vẫn cam kết cung cấp cho Đài Loan khả năng tự vệ như được quy định trong Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Và tiếp theo là bản tin Đại sứ Mỹ phát biểu, Washington chống mưu đồ áp đặt phương châm mạnh được yếu thua ở Biển Đông. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brink mới đây phát biểu rằng Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với bại tư chính. Hôm 21 tháng 8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Long tin Đại sứ Kristen Brink, vừa thảo luận về chính sách mới về Biển Đông của Hoa Kỳ trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chính sách này chứng tỏ thêm rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh với các đồng minh cũng như các đối tác của chúng tôi tại Đông Nam Á trong việc bảo vệ các quyền chủ quyền và lợi ích của họ phù hợp với luật pháp quốc tế Ông Christian Brink nói, chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền tự do trên biển, tôn trọng chủ quyền và bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt lối tư duy, chân lý thuộc về kẻ mạnh ở Biển Đông hay khu vực rộng lớn hơn. Nhà ngoại giao Mỹ lặp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo vào tháng trước về chính sách an ninh khu vực của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nói rằng chúng tôi chống lại sự cưỡng ép, bắt nạt, các hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc. Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc đối với các vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý xung quanh bất kỳ các cấu trúc nào tại quần đảo Trường Sa. Ông Britton Brink nói trên đài VTC trong một chương trình được phát hôm 18 tháng 8. Có lẽ một trong những điều có ý nghĩa nhất đối với Việt Nam, như Ngoại trưởng Pompeo đã nói rõ, là Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ yêu sách hàng hải nào của Trung Quốc đối với vùng biển quanh bãi tư chính.